Hà Nội phát hiện hơn 20 F0 liên quan đến một quán cà phê. Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh tôi từng áp lực khủng khiếp. An Giang thêm 660 ca nhiễm, các tỉnh miền Tây vẫn ghi nhận F0 mới rất cao. Dịch phát triển mạnh, Thái Bình kích hoạt phương án chống dịch ở cấp độ cao nhất. Hải Dương test nhanh cho khoảng 500 học sinh, phát hiện 32 em dương tính. Xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với tin tức COVID-19 trên kênh YouTube Bảo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Vừa rồi là những tin tức nổi bật sẽ có trong bản tin trưa ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng đến với phần thông tin chi tiết. Thưa quý vị, tại Hà Nội, sau khi phát hiện ca nghi mắc COVID-19, quận Hà Đông đã phong tỏa nhiều địa điểm liên quan tại phường Yên Nghĩa để truy vết, xét nghiệm sàng lọc, trong đó có trụ sở Ủy ban nhân dân phường. Các địa điểm bị phong tỏa tại phường Yên Nghĩa bao gồm: trụ sở Ủy ban nhân dân phường, ngách 26, ngõ 1137, thuộc tổ dân phố 3 và ngõ 1144 thuộc tổ dân phố 1. Trụ sở Ủy ban nhân dân phường cùng với hai tổ dân phố đã được lập rào chắn phong tỏa và có lực lượng chức năng canh gác. Tại khu vực ngõ 1137, lực lượng y tế tiến hành truy vết, lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Người dân được yêu cầu ở trong nhà, nhu yếu phẩm gửi đến sẽ được đặt tại bàn của chốt để người dân ra lấy. Trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm PCR của CDC Hà Nội, Ủy ban nhân dân phường Yên Nghĩa yêu cầu lực lượng chức năng, ban bảo vệ dân phố tổ dân phố 1 và tổ dân phố 3 tổ chức tuyên truyền đến nhân dân trong khu vực phong tỏa và giám sát theo dõi việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 của cư dân. Trường hợp khẩn cấp cư dân cần đi ra ngoài phải được sự đồng ý của từng trực ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Yên Nghĩa. Tiếp theo là thông tin tại huyện Quốc Oai Hà Nội. Sau khi phát hiện 22 F0, Trung tâm Y tế huyện Quốc Oai đã phát đi thông báo khẩn tìm người đến quán cà phê Toàn Hào có liên quan đến hai ca lây nhiễm từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 14 tháng 11. 22 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại huyện Quốc Oai bao gồm 11 người trong huyện, còn lại là người ở địa phương khác. Các trường hợp này đều liên quan đến các F0 làm việc tại quán cà phê Toàn Hào ở thôn Yên Nội, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai. Ngay sau đó, huyện phát hiện thêm 2 F0, nâng tổng số ca nhiễm lên 24 ca. Ngay sau khi xác định các trường hợp nhiễm COVID-19, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện Quốc Oai đã giả soát, truy vết. Bước đầu xác định được 158 trường hợp F1, và đã tiến hành lấy mẫu đưa đi cách ly tập trung. Trung tâm y tế huyện Quốc Oai thông báo tìm người đã đến quán cà phê Toàn Hảo từ ngày 28 tháng 10 đến 14 tháng 11. Theo đó, người dân đã đến quán vào thời gian trên tự cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú và liên hệ ngay với trạm y tế xã hoặc thị trấn nơi cư trú để được hướng dẫn và tư vấn biện pháp phòng dịch. Như vậy từ ngày 24 tháng 10 năm 2021 đến nay, huyện Quốc Oai ghi nhận tổng số 132 ca mắc COVID-19, trong đó có 45 ca cộng đồng. 87 ca trong khu cách ly, phong tòa. Qua giả soát truy vết toàn huyện ghi nhận 995 trường hợp F1, 3.950 trường hợp F2, 7.343 trường hợp F3 và 525 trường hợp liên quan. Hiện tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện đã diễn biến phức tạp. Để chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19, đề nghị người dân không chủ quan, cần cảnh giác cao độ và thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Người dân khi tiếp xúc với trường hợp mắc COVID-19 cần liên hệ ngay với trạm y tế xã, thị trấn, nơi cư trú để được tư vấn hướng dẫn. Thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế và chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết. Thưa quý vị, sau hơn một tháng mở cửa, cuộc sống người dân thành phố Hồ Chí Minh đã dần trở lại bình thường. Nhìn về giai đoạn chống dịch khốc liệt, không chỉ người dân, chính quyền luôn phải căng mình chống dịch mà những người lãnh đạo đứng mũi chịu sào cũng chịu một áp lực to lớn. Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh đã có những chia sẻ về giai đoạn này. Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi chia sẻ: "Tôi đã có những khoảng thời gian rất lo lắng, nhất là khi số bệnh nặng liên tục tăng cao, số tử vong có hôm trên 300 người hay những lúc người dân cần nhập viện mà không có chỗ. Tôi vừa lo cho sức khỏe người dân, vừa thấy mình chưa làm tròn trách nhiệm khi không cung cấp được đầy đủ về y tế. Bây giờ nhìn lại, không biết lúc đó sao mình chịu đựng được, có thể vượt qua giai đoạn khó khăn như vậy. Có những lúc tôi thấy áp lực khủng khiếp, nhưng rồi tôi nghĩ, đây là việc phải làm, chỉ có cách đối diện để cố gắng mỗi ngày." Bên cạnh mình còn có anh em, có lực lượng tăng cường hỗ trợ. Mừng cái nữa là sau này thành phố có thêm vaccine, có thêm thuốc, kinh nghiệm tiếp nhận, điều trị bớt lúng túng, nên tình hình dần cải thiện. Tôi về thành phố được thời gian rất ngắn, công việc còn mới mẻ. Nhận nhiệm vụ lúc dịch bệnh bùng phát nên tập trung lớn nhất của tôi là cùng các lãnh đạo và hệ thống chính trị, nhân dân thành phố, thực hiện biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương, sự hướng dẫn của bộ ngành chuyên môn. Có thể nói đến giờ này, dù ở nhiệm vụ là phó bí thư thường trực thành ủy hay chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đều trong giai đoạn cao điểm dịch bệnh nên công tác phòng chống dịch gần như chiếm hết thời gian của tôi cũng như các lãnh đạo thành phố hơn một tháng gần đây khi dịch bệnh dần được kiểm soát tôi mới có thời gian cho các nhiệm vụ khác như phát triển kinh tế xã hội ở một đô thị lớn như thành phố hồ chí minh không có quyết định nào gọi là nhỏ nhất là những quyết định tác động đến toàn bộ người dân cho nên lúc đầu thành phố cũng đặt vấn đề ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi cân nhắc nhiều mặt chúng tôi thấy rằng việc đó có thể sẽ tạo ra những hệ lụy mà mình chưa lường hết được. Do vậy thành phố bàn đi, bàn lại và đề xuất thống nhất áp dụng một số biện pháp của tình huống khẩn cấp mà không ban bố tình trạng khẩn cấp. Mười mấy triệu dân thực hiện ở đâu ở yên đó. Mình thấy việc hạn chế đi lại người dân có thể chịu được, nhưng vấn đề cung cấp lương thực, thực phẩm rồi các nhu cầu thiết yếu của người dân, trong đó có nhu cầu về y tế đang rất nóng sẽ đáp ứng bằng cách nào? Tổ chức lực lượng hậu cần để đáp ứng là một nhiệm vụ quá lớn việc cung ứng hàng hóa của thành phố bình thường do thị trường điều tiết. Khi mình cho dừng lại hết rồi, chuỗi cung ứng sẽ bị đứt gãy, các dịch vụ phải tạm dừng. Cho nên lúc đó rất khó khăn, thành phố phải mất hơn một tuần để chuẩn bị. Chưa kể, khi Trung ương quyết định tăng cường các lực lượng của Bộ Quốc phòng, Công an và lực lượng khác vào thành phố, thì thành phố cũng phải tổ chức phối hợp, phân, giao nhiệm vụ sao cho tốt, cũng rất khó khăn. Rất may các anh ở Bộ Quốc phòng và Công an có nhiều kinh nghiệm, điều và bố trí quân nên đã hỗ trợ rất nhiều cho thành phố. Trong quá trình đó, thành phố Hồ Chí Minh bằng thực tiến của mình cũng đề xuất với tổ công tác đặc biệt của chính phủ. Ví dụ, theo kế hoạch ban đầu, người dân ở nhà, ai ở đâu ở yên đó. Lực lượng quân đội sẽ đảm nhận việc đi mua hàng và cung cấp lương thực thực phẩm. Tuy nhiên chúng tôi thấy rằng, việc này nếu tổ chức theo đặc điểm của thành phố sẽ phát huy một phần lực lượng cung ứng của thị trường. Vì vậy sau đó, lực lượng shipper đã được hoạt động để phục vụ nhu cầu người dân. Đó là những việc chưa có tiền lệ, thành phố chưa bao giờ xảy ra tình huống như thế tất cả đều rất mới mẻ, thách thức. Quá trình làm anh em cũng bàn bạc, cái gì nhận diện ra sẽ thống nhất làm, rút ra điều gì sẽ tiếp tục điều chỉnh. Cho nên có thể nói công tác phòng chống dịch của thành phố Hồ Chí Minh vừa qua là quá trình vừa học vừa điều chỉnh rất nhiều. Kết quả của một quá trình như vừa qua, mình không thể nói do một hay hai yếu tố quyết định được. Tuy nhiên theo tôi, tại thời điểm dịch bùng phát mạnh, chủ trương xây dựng mỗi xã phường là một pháo đài, người dân là chiến sĩ đã có hiệu quả trong việc ngăn chặn dịch lây lan. Chống dịch đã chiếm hầu hết thời gian của ban lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh suốt thời gian qua. Hơn ai hết, những người lãnh đạo luôn phải đau đáu theo sát từng giai đoạn chống dịch, hết sức vất vả. Sau khi vượt đỉnh dịch, theo thống kê của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh trong tuần qua, một số huyện như Hóc Môn, Bình Chánh và quận Bình Tân, quận 12, quận Gò Vấp, thành phố Thủ Đức đã ghi nhận có số ca F0 tăng cao trở lại. Hiện tại, thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn duy nhất huyện Cần Giờ ở cấp độ 3. Có 8 quận huyện được đánh giá cấp độ dịch ở cấp độ 2 và 13 quận huyện thành phố ở cấp độ 1. Theo ông Tăng Chí Thượng, giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, một số địa phương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có số f0 tăng cao trong 7 ngày qua, gồm huyện Hóc Môn, huyện Bình Chánh, quận Bình Tân, thành phố Thủ Đức, quận 12 và quận Gò Vấp. Phân tích biểu đồ diễn tiến ca bệnh COVID-19 tại các quận huyện có thể thấy, số F0 tại huyện Bình Chánh có chiều hướng tăng và đang đi ngang trong thời gian gần đây. Tương tự, huyện Hóc Môn có giai đoạn đạt đỉnh cao và hiện tại có tín hiệu đi xuống. Riêng quận Bình Tân và Gò Vấp vẫn đang ở mức cao và nằm ngang. Các địa phương có số ca không cao nhưng có xu hướng tăng bao gồm quận 10 và huyện Nhà Bè. Số ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh dao động trong khoảng 40 ca một ngày. Các quận huyện có số ca tử vong cao nhất trong những ngày gần đây gồm thành phố Thủ Đức, quận Gò Vấp, huyện Bình Chánh, quận Tân Bình và quận 12. Các trường hợp tử vong trên 65 tuổi chiếm 52% và tử vong do COVID-19 kèm bệnh nền chiếm 85%. Tiến sĩ bác sĩ Phan Minh Hoàng, giám đốc bệnh viện Giã chiến số 6 cho biết, trong những ngày gần đây, Số ca mắc Covid-19 nhập viện đang tăng dần. Trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận từ 100 đến 150 ca. Đa số những ca nhập viện đến từ các quận huyện lân cận như thành phố Thủ Đức, quận 4 và quận Bình Thạnh. Hiện tại bệnh viện đang điều trị cho hơn 650 trường hợp F0. Lý giải về số ca F0 tăng trong thời gian gần đây, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho biết, nguyên nhân thấy rõ nhất là thành phố không còn thực hiện biện pháp giãn cách xã hội như trước. Việc tăng tiếp xúc trực tiếp trong cộng đồng đã dẫn đến việc lây nhiễm khó kiểm soát và kéo giảm như mong muốn. Thống kê cho thấy, nguồn lây chủ yếu từ nguồn người lao động dịch chuyển tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp, lao động tự do hoạt động tại các chợ tự phát. Trước tình hình số ca F0 đang cách ly tại nhà có xu hướng tăng, lãnh đạo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh sớm triển khai lại các khu cách ly quận huyện và có thêm bệnh viện giã chiến sẵn sàng thu dung điều trị F0. Chuyển sang một thông tin khác, các tỉnh miền Tây vẫn ghi nhận số F0 mới rất cao. Một số tỉnh trước nay chỉ vài chục ca, cũng đã ghi nhận hơn trăm ca mới trong một ngày. Đỉnh điểm là tại An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp và Sóc Trăng. Số ca mắc mới COVID-19 tại các tỉnh miền Tây trong những ngày qua vẫn rất cao. Theo số liệu thống kê mới nhất, An Giang ghi nhận tới 660 F0 vào ngày 14 tháng 11, Cần Thơ thêm 342 ca, Đồng Tháp 382 ca, Vĩnh Long 288 ca, Bạc Liêu 273 ca, Sóc Trăng 343 ca, Tiền Giang 274 ca. Một số tỉnh thành khác cũng ghi nhận số ca F0 trên dưới 100 ca. Điều này cho thấy, tình hình dịch tại các tỉnh miền Tây vẫn chưa hạ nhiệt. Tình trạng ổ dịch lây lan cho cộng đồng còn nhiều. Mặc dù đã đẩy mạnh tiến độ bao phủ vaccine, nhưng ca nhiễm mới vẫn chưa dừng lại, khiến nhiều khu cách ly điều trị bệnh nhân quá tải. Các phương án cách ly điều trị tại nhà cần được thực hiện hiệu quả và tính toán kỹ lưỡng hơn. Tại Cà Mau, sau khi công bố cấp độ dịch mới nhất, tỉnh này chỉ còn 5 xã vùng đỏ. Tình hình dịch có phần hạ nhiệt so với thời gian trước tỉnh Sóc Trăng còn nhiều huyện thuộc cấp độ 3 là vùng cam. Tỉnh Cà Mau hiện có 62 xã cấp 2, nguy cơ trung bình, tức là vùng vàng. 34 xã cấp 3, nguy cơ cao, tức là vùng cam. Và 5 xã cấp 4, nguy cơ rất cao, tức là vùng đỏ. So với những ngày trước đó, số xã vùng đỏ đã giảm từ 4 đến 5 xã. Trong đó, các xã vùng đỏ chỉ nằm trong 3 huyện gồm Trần Văn Thời, Nam Căn và U Minh. Chủ tịch tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt đã yêu cầu cách ly tại nhà đối với trường hợp F0 không có triệu chứng lâm sàng hoặc có triệu chứng ở mức độ nhẹ như sốt, ho khan, đau họng, nghẹt mũi, mệt mỏi, đau đầu, đau mỏi cơ, tê lưỡi, không có các dấu hiệu của viêm phổi hoặc thiếu oxy, không có thở bất thường như là thở rên, rút lõm lầm ngực, phập phồng cánh mũi, thở khò khè. F0 không có triệu chứng được điều trị, cách ly tại gia đình, phải đáp ứng thêm một trong các tiêu chí là đã tiêm đủ 2 mũi hoặc ít nhất một mũi vaccine phòng COVID-19 sau 14 ngày hoặc có đủ 3 yếu tố là trẻ em trên 1 tuổi hoặc người lớn dưới 50 tuổi, không có bệnh nền, không đang mang thai. Còn tại tỉnh Sóc Trăng, hiện có 66 xã cấp 1, nguy cơ thấp là vùng xanh, 29 xã cấp 2, 14 xã cấp 3. Đối với các huyện, có 1 huyện cấp 1, 7 huyện cấp 2, 3 huyện cấp 3. Theo đánh giá của tỉnh Sóc Trăng, tỷ lệ ca mắc trong cộng đồng tăng cao, chiếm khoảng 50% số ca mắc trong khoảng 1 tuần gần nhất nhiều địa phương có ca mắc trên 100.000 dân tăng cao, từ đó gây áp lực lớn cho các cơ sở điều trị F0. Nguyên nhân số người mắc mới tăng nhanh trong những ngày gần đây là do chủ quan của người dân khi cho rằng đã tiêm vaccine phòng COVID-19. Hơn nữa, việc đi lại có phần dễ dàng hơn, ít bị kiểm tra kiểm soát như thời gian trước. Số lượng người về từ các tỉnh, thành phố có dịch đã tiêm vaccine, được cách ly tại nhà, nhưng sau đó phát sinh cả bệnh. Việc quản lý địa bàn ở cơ sở cũng chưa chặt chẽ tỉnh Sóc Trăng đã yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện test nhanh sàng lọc, xét nghiệm PCR tầm soát cộng đồng, chống lây nhiễm chéo trong khu cách ly và khi tiêm vaccine, tăng cường tuyên truyền để công chức, viên chức, người dân không chủ quan lơ là, thực hiện nghiêm thông điệp 5K. Xin được chuyển sang thông tin tại tỉnh Thái Bình. Chỉ trong vòng 5 ngày, đợt dịch COVID-19 mới ở Thái Bình đã lan rộng, tăng nhanh về số ca mắc. Trước diễn biến này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã chỉ đạo triển khai ngay phương án kịch bản đối phó với dịch ở cấp độ cao nhất huyện Vũ Thư và thành phố Thái Bình là hai địa phương ghi nhận nhiều ca nhiễm COVID-19 nhất. Để đối phó với dịch, huyện Vũ Thư đã ra quyết định tạm dừng tất cả các hoạt động kinh doanh dịch vụ giải trí như karaoke, massage sông hơi, trò chơi điện tử trực tuyến mạng internet. Dừng các hoạt động vui chơi giải trí tập trung đông người, các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng, các quán hàng ăn uống không tổ chức ăn tại chỗ, chỉ cho bán mang về. Đến nay, huyện Vũ Thư đã kích hoạt 3 khu cách ly tập trung của huyện và 8 khu cách ly tập trung tại cấp xã để cách ly tập trung các trường hợp F1 tại mỗi xã, thị trấn để chuẩn bị hai khu cách ly tập trung. Báo cáo của Sở Y tế Thái Bình cho biết, tỉnh này đã chi viện 700 sinh viên Đại học Y Dược Thái Bình, Cao đẳng Y tế Thái Bình và trang thiết bị để hỗ trợ huyện Vũ Thư thần tốc hoàn thành xét nghiệm cho 100% người dân Vũ Thư để truy tìm F0 và khoanh vùng dập dịch. Tại thành phố Thái Bình, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Bình cũng đã yêu cầu tạm dừng các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, hoạt động vui chơi, giải trí, karaoke, massage, sông hơi, dạp chiếu phim, trò chơi điện tử internet công cộng, quán bar, vũ trường trên toàn địa bàn thành phố. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tạm dừng phục vụ tại chỗ, chỉ được bán mang về. Chính quyền thành phố Thái Bình chỉ đạo tạm dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện chưa cần thiết. Theo đó liên quan đến các ca nhiễm mới phát hiện đêm hôm qua, thì hôm nay Thái Bình đã phát đi thông báo khẩn tìm người đến 7 nhà máy, công ty và bệnh viện nhi vì liên quan đến F0 này. Thái Bình tìm người đến hoặc tiếp xúc với lao động của 7 nhà máy, công ty trên địa bàn từ 28 tháng 10 đến nay bao gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn TAV, khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình; nhà máy Tân Đệ 6 ở xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư; nhà máy Tân Đệ 1, Tân Đệ 2, khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình; Công ty trách nhiệm hữu hạn nhựa Cotech, Cô khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình; Công ty trách nhiệm hữu hạn Pongsi Vina, khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình; Công ty trách nhiệm hữu hạn Ivory Việt Nam, km 6 500 quốc lộ 10 thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư. Công ty trách nhiệm hữu hạn may xuất khẩu Quang Huy ở xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư. Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh yêu cầu những người liên quan đến các điểm hoặc tiếp xúc với công nhân của các công ty nhà máy đã thông tin trên đến ngay cơ sở y tế gần nhất, điểm tiếp nhận thông tin phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương để được hỗ trợ. Tại tỉnh Hải Dương, sau khi thực hiện test nhanh COVID-19 cho khoảng 500 em học sinh, tỉnh này đã phát hiện 32 em có kết quả dương tính. Ngay lập tức, tỉnh đã thực hiện phong tỏa và truy vết các trường hợp liên quan. Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang thực hiện test nhanh cho khoảng 500 học sinh có nguy cơ, phát hiện 32 em dương tính, 31 học sinh trung học cơ sở, 1 học sinh tiểu học. Tính hết ngày 14 tháng 11, tỉnh Hải Dương ghi nhận 45 ca mắc mới, trong đó xã Tân Phong, huyện Ninh Giang có 40 ca, nâng tổng số ca mắc tại huyện này lên 79 ca, là địa phương có số ca mắc nhiều nhất tỉnh hiện nay. Liên quan ổ dịch tại huyện Ninh Giang, lực lượng chức năng địa phương này đã lấy xét nghiệm cho 155 F1 và hơn 7.000 người trong khu phong tỏa, Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang đã có thông báo tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện. Riêng các quán bán hàng ăn sáng không được bán cho khách ăn tại chỗ, chỉ được bán hàng mang về. Các xã, thị trấn chỉ đạo tăng cường hoạt động của tổ COVID-19 cộng đồng, phát hiện kịp thời những người từ vùng dịch, các trường hợp ho sốt cộng đồng, tổ chức giám sát, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Thưa quý vị, tình trạng F0 tại các trường học gây ra nhiều lo ngại đặc biệt là trong thời điểm một số tỉnh thành đã lên phương án cho học sinh đi học trở lại. Cần lập tức ngăn chặn nguồn lây nhiễm tại các ổ dịch trường học để đảm bảo không làm ảnh hưởng đến kế hoạch học tập của các em. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi trưa ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.